Nắng nóng 40 độ C dường như không làm ảnh hưởng không khí ôn tập của cô trò trường trung học cơ sở Quán Bào, thành phố Vinh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, thành phố Vinh tăng gần 400 học sinh lớp 9. Nhưng với Hoàng Nam, em cảm thấy không áp lực. Cháu chọn Hà để tập bởi vì là thứ nhất là trường Hà là gần nhà cháu, đi lại rất là thuận tiện. Thứ hai là lực học của cháu là vừa sức với trường Hà huy tập. Chủ động chọn trường trung học phổ thông vừa sức, phù hợp với lực học là cách mà Hoàng Nam và nhiều sinh khối 9 trường trung học cơ sở Quán Bào lựa chọn để giảm áp lực. Trong số 220 học sinh lớp 9 của trường thì có 160 em đăng ký dự thi trường công lập, tỷ lệ khoảng 73%, còn gần 30% đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp tiên tiến và trường trung học phổ thông ngoài công lập, cũng như là phân luồng. Qua cái tư vấn của giáo viên về cái chất lượng quá trình học tập của các em thì bản thân tôi là một giáo viên dạy lớp 9, ôn lớp 9 trong năm, thì năm nay tôi thấy là phụ huynh và học sinh trong cái việc chọn lựa nguyện vọng một cho con không hề có áp lực. Bởi vì ngay ở lớp của tôi là có 45 học sinh và trong đó là có tới là 17 em là đã đăng ký tới lớp tiên tiến. Còn lại tất cả những em có AL thì các em đều đăng ký vào ở trong các trường công lập cả. Cùng với thay đổi tư duy của phụ huynh học sinh thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hạ nhiệt cho kỳ thi luôn căng thẳng và áp lực này. Đó là ngoài tuyển sinh lớp 10 truyền thống, lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì 18 trường trung học phổ thông công lập trong tỉnh sẽ xét tuyển thẳng một lớp chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế. Năm nay thì trong cái chỉ tiêu tuyển sinh 336 em của nhà trường thì có một lớp AL, lớp tuyển học sinh theo chứng chỉ quốc tế. Nếu cái lớp AL mà không đủ thì nhà trường phải tuyển bình thường. Tuyển bình thường tức là vẫn cứ lấy điểm từ trên lấy xuống. Cả các em thi ở trường trung học phổ thông Thành Lào người yên tâm. Đặc biệt với thành phố Vinh, địa bàn nóng nhất về tuyển sinh lớp 10, ngoài xét tuyển lớp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì ba trường là Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Trung học phổ thông Hà Huy Tập và Trung học phổ thông Lê Viết Thuật sẽ tuyển sinh các lớp thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế và tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ tăng thêm 320 chỉ tiêu. Riêng ba trường ở Huỳnh 1, Huỳnh 2, Huỳnh 3 thì đã tối đa là 15 lớp. Và năm nay thì năm ngoái thì số lượng học sinh trên lớp là 42 học sinh trên một lớp, thì năm nay sở đã tăng 45 học sinh trên một lớp, tăng tối đa. Và riêng cái trường Huỳnh Thúc Kháng thì năm học trước đã có 5 lớp tiên tiến, năm nay tiếp tục có 5 lớp tiên tiến. Và trường Hà Huy Tập Vinh 2 và Lê Bình Thuật Vinh 3 thì mỗi trường thêm 2 lớp tiên tiến nữa để tạo cái cơ hội học tập cho các cháu. Một thay đổi nữa nhằm tối ưu hóa khả năng trúng tuyển nguyện vọng 1 cho thí sinh năm nay là sau khi hoàn thành bài thi, các em có 4 ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023 để thay đổi nguyện vọng bằng hình thức online. Rất nhiều những giải pháp của ngành giáo dục và chính từ định hướng sớm giúp học sinh lựa chọn đúng trường là những giải pháp góp phần hạ nhiệt cho kỳ thi căng thẳng và áp lực này.